Hello, có back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. A Fresh Edge. Let's go. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rust Story 3. Five men, 100.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ xem video thứ 3, High Cream Rushing True. Let's go. Các bạn cùng mình khám phá từ kênh này nha. Ok. Let's go. Ok, mai mà vượt qua này. Tiếp tục nào. Thank you.
ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ tư, CR Rushing 2. Let's go. Tiếp tục nào, let's go. Okay, let's go. Đúng là chất là xe đua luôn. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Need for Speed, Most Wanted.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. The Avert No Limits. Let's go. Ok, tiếp tục nào. Restructuring 3. Let's go. Ok. Sẽ cứ khá là mạnh, khá là nhanh. Thank you.
Ok, đứng thứ hai. Và bây giờ các bạn có thể nâng cấp cho xe của mình bẻ lên. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang kênh tiếp theo. Taxi Sim 2020. Radio 89.2, pedal to the metal. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.